Chào mừng các bạn đã đến với chương trình du lịch kỳ thú phiên bản những thám tử Quý Hồng. Quý Hồng. Quý Hồng. Quý Hồng. Thôi được rồi, đúng rồi. Không cho người ta nói được. Vâng, như mọi ngày mọi người cũng biết tôi chính là linh hồn của chương trình du lịch kỳ thú. Và sau đây sẽ anh xin giới thiệu thành phần thám tử tham gia ngày hôm nay gồm có hôm nay thám tử mà. Xinh đẹp Bico Lan Trinh, thám tử Thâu Tóc, thám tử Thiên Vương. Hai người đàn ông bên bên tay trái của Sam đó là thám tử Bazo và thám tử Hoàng Trapper. Thâm Vương không phải rồi đó. Ủa sao vậy? Không phải hai mọi người bên đây không cho bác các bạn vừa một tràng pháo tay vậy? Không cần, 8.000 khán giả dưới là được rồi. Ok. Rồi ngưng đạo giảng đi, bây giờ Sam xin đọc nhiệm vụ của tuần trước thuộc về Bazo có nội dung như sau. Gửi những thám tử vui nhộn, em tên là Hoàng Minh Nhân ở Kiên Giang. Em nhờ mọi người phân xử giúp em. Em và bạn em cãi nhau, loại đàn nào là nhỏ nhất? Bạn em bảo là đàn ukulele. Em nhớ có một loại đàn nhỏ chỉ bằng ngón tay thôi, nhưng không nhớ ra đó là loại đàn gì, cho nên không thể cãi lại bạn em được. Cám thám tử tìm hiểu giúp em. Xin mời Bazo. Ok. Ukulele. Ok. Kính thưa các thám tử ở đây, kính thưa quý vị khán giả, thì thật sự nói về âm nhạc thì Bazo chả biết gì cả. Cho nên cái nhiệm vụ giao cho Bazo ngày hôm nay nó quả là rất khó, nhưng mà Bazo vẫn làm được. Và làm như thế nào thì mời xem clip. Dạ, chào chú. Dạ con xin phép chú hỏi chú một số câu hỏi thôi, tại vì con đang có trách nhiệm đi tìm một cái loại đàn mà người ta gọi là đàn nhỏ nhất thế giới. Cái bốn nhất thế giới là chỉ có đàn ukulele cỡ Hawaii thôi, nhỏ là nó có ba loại, nhưng mà đàn nhỏ nhất rồi lại chung rồi lại lớn, nhưng mà thường người ta lại có loại nhỏ với lại. Nhưng mà có một khán giả lại gửi thư về cho chương trình cho con, nói là cái loại đàn nó chỉ lớn chưa bằng một ngón tay. Chưa bằng một ngón tay. Cái loại đó thì không phải là đàn, mà nó là một cái hình dáng cái đàn, mà nó là một cái jubi mà hình cái đàn. Dạ con cảm ơn chú nhiều. Dạ con sẽ đi hỏi thăm lại tiệm khác. Dạ con cảm ơn chú. Jubi hình cái đàn. Có mấy cái cây kèn. Không, cái loại là nó kèn có tính không? Gọi là nhỏ nhất thế giới đó chứ cô có biết cái loại đó không? Con thấy nó vẫn chưa đủ nhỏ, tại vì con có khán giả gửi thư về chương trình nói là cái loại đàn đó chỉ nhỏ bằng một cái ngón tay thôi à. Nhỏ bằng ngón tay. Chắc kèn không tính là đàn đâu. Ok vậy thôi con cảm ơn con nhiều. Dạ con không làm phiền con nữa. Dạ. Chưa buôn bán vô hỏi thì. Gì á mày? Gì á? Mày nữa hả? Alo. Tôi đi đâu lâu quá vậy? Trời đất ơi, nãy giờ tôi đi mấy cái tiệm bán nhạc cụ nè, mà đâu có tìm ra cái nào gọi là nhỏ nhất thế giới như một ngón tay giống như bạn khán giả gửi về đâu. Rồi biết bác tôi tìm học ra rồi, cho nên là tôi có gọi một cái rồi cố vấn tới phim trường rồi nè. Trời đất ơi, sao thà làm luôn ngay từ đầu, tôi đỡ đi đông đi tây mệt muốn chết rồi, bây giờ tôi phải về đâu nè. Ủa thì vậy đi vui chứ. Rồi thôi bạn cố dẫn đến phòng thu rồi đó, về lẹ đi. À bây giờ tôi qua phòng thu hả? Ừ, qua phòng thu đi. Rồi ok, về liền. Đất ơi, tới rồi á mà không nói cho người ta biết, để đi tìm mệt muốn chết luôn. Wow, đó là đây không phải là USB hình cây đàn nha. Nhìn ngộ quá, nhìn như vũ khí thời thô sơ quân thủy. Đúng rồi, mới đầu em tưởng là dao hay là thành gì quái không? Nãy giờ em đi tìm khắp các phòng nhạc cụ á. Tại vì có một khán giả gửi thư về cho em, đòi hỏi em phải tìm một cái loại đàn mà nhỏ nhất thế giới. Và em thấy ở trên đây, anh hình như anh đang sưu tập một cái gì nó rất là lạ mà. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời em thấy á. Cái này gọi là cái gì ạ? Bạn chưa thấy lần nào đúng không? Đúng, đúng thật, đây là một loại nhạc cụ nhất rất là lạ. Thì đây gọi là cái đàn môi. Thì đây là loại nhạc cụ nhỏ nhất thế giới. Anh đã biết tới loại đàn môi này lâu chưa? Mình biết đến loại nhạc cụ này là cũng được cỡ 6 năm rồi đấy. Trong thời gian đó là mình vừa sưu tập, vừa tìm hiểu về các loại nhạc cụ tương tự như đàn môi này. Từ đâu mà anh đã tìm hiểu được tới cái loại đàn môi này và dành ra 6 năm để sưu tập nó ạ? Thật ra cái duyên đến với đàn môi cũng rất là tình cờ. Vốn là không phải là một người chuyên về âm nhạc. Trong một lần xem một chương trình về văn hóa nghệ thuật ở trên TV đó, thì có biết đến một vị giáo sư tên là Trần Quang Hải, là con của cố giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê đó. Chơi một nhạc cụ gì đó rất là lạ, và từ đó mình ấn tượng. Và mình tìm hiểu trên mạng nè, ở Sài Gòn này nè, có hai cái đàn môi đầu tiên là bắt đầu mình chơi. Sau một thời gian chơi á, mình bắt đầu thấy đam mê rồi, thấy thích cái đàn này rồi. Thế là mình trực tiếp
nói chuyện với lại giáo sư Trần Quang Hải qua email. Thì được giáo sư hướng dẫn rất là tận tình, từ đó là nhận mình làm học trò. Thì đàn môi, cấu tạo chung của nó gồm hai phần. Là phần sườn đàn, là cái phần khung bên ngoài. Và phần lưỡi gà di động là nằm bên trong. Khi mà mình khẩy, mình tác động lên cái phần đầu đàn này, thì cái phần lưỡi gà di động nó sẽ rung lên nè. Nó sắc không trời? Mà cái này cũng chưa là cái đàn, phải có cái miệng mình nữa. Miệng mình như là chức năng như là cái hộp cộng hưởng vậy đó. Khi mình đặt vô, âm thanh sẽ được khuếch đại lên, nó sẽ to hơn. Đây đây. Khi mà mình đặt lên miệng rồi, thì cái miệng mình ngoài chức năng là một cái hộp cộng hưởng thì mình còn tạo được tiết tấu, tạo được cao độ khác nhau tùy theo mình điều chỉnh cái thể tích trong khoang miệng mình. Tức là miệng mở rộng, mở rộng hay là mở hẹp, là âm thanh cao độ nó sẽ khác nhau. Và khi mình thở ra hít vào nó sẽ tạo ra tiết tấu. Nhưng bây giờ mình thử nè. Nhạc EDM này chơi dòng nhạc này đó. Hay quá ha. Em. Thì anh có thể chỉ giùm em một vài bước cơ bản để em hù các bạn ở phim trường em đang coi không anh? Đàn môi mà dễ nhất á, đầu tiên là mình tập đàn môi của người Mông Việt Nam. Thật ra đầu tiên là mình cũng chơi từ cây đàn môi này nè. Đây là cây đàn được xuất khẩu ra bên nước ngoài nhiều nhất thế giới. Một năm ở Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài hàng vạn cây. Và nó được chuộng ở rất nhiều thị trường giống như là châu Âu nè, Mỹ nè, Nhật, Nga nè. Tại vì nó dễ chơi đúng không ạ? Đúng, đúng vậy. Và nó cái tiết tấu của nó thể ứng dụng bằng các nhạc hiện đại nên họ rất là thích. Giờ mình sẽ cầm ở đây. Đúng rồi, mình cầm ở đây. Phần cái lưỡi nhọn này nè, mình đặt vào miệng. Hai môi khép hờ. Rồi bây giờ mình khẩy thử nè. Bây giờ mình thở ra hết vào nè. Bây giờ mình sẽ làm cái... Nghe nó đập vô môi ạ. Đó đúng rồi, nếu mà mình không cẩn thận nó đập vô môi đó. Em thấy là mấy cái này giống như là cho mấy cái tiết kịch phát đó. Cái này mà chơi đúng là thật sự là không cẩn thận là kiểu gì cái lưỡi gà này cũng sẽ kẹp vô môi mình. Đúng, đúng vậy. Dạ, có bị lỡ miệng không cưng? Quá rồi ạ. Ây da, không được rồi. Muốn theo lắm nhưng mà nó cứ cắt môi hoài. Em thấy tái nhợt sắp xỉu rồi sao? Chơi thử một tiết tấu hiện đại. Sao nghe giọng EDM quá anh? Đúng rồi, tiết tấu hiện đại mà. Âm thanh nó rất là ma mị. Đó là mình cũng có hợp tác chung với là một số nơi để mà thu âm các loại đàn môi này để phối hợp với lại nhạc EDM. Thực ra ngày hôm nay khi mà em nghe cái tiếng này á, em mới liên tưởng ra thì ra sao rõ ràng nó giống rất là nhiều các đúng, những đúng cái màn mà khởi đầu của trong những cái bản phối của nhạc EDM. Thì ra là nhờ cây đàn môi này. Không biết trong cái bộ sưu tập của mình có cái loại nào gọi là nhỏ nhất thuộc top thế giới? Đây. Đây là cây đàn môi nhỏ nhất thế giới. Trời và cũng là một trong nhiều loại nhạc cụ nhỏ nhất. Nó bé xíu vậy thôi nè. Cái tính chất của cây đàn này á, là sử dụng trong đêm tân hôn của cặp đôi nam nữ của người Myanmar. Đó. Thì họ sẽ đặt cái đàn môi này vào răng luôn. Có nghĩa là họ ngậm trong miệng luôn và họ dùng tay họ khẩy. Cái âm thanh nó thọ thẻ để mà nói chuyện với người vợ hoặc người chồng của mình. Hay quá. Như đây nè. Đây là cây đàn môi của một vùng đông bắc nước Nga gọi là Siberia. Nó rất là lạnh. Đúng vậy. Và cái đàn môi của nước này gọi là quốc cầm. Có nghĩa là 80% người dân số ở nước đó là biết chơi đàn môi từ già đến trẻ. Âm thanh của nó là để giao tiếp với thần linh. Và cái đàn môi này là để dùng vật hộ mệnh của họ. Giống như là người nào cũng phải có một cái đàn để làm vật hộ thân vậy. Nghe đã ha, có dòng nào lên không? Có, em lên nè. Đó lên rồi. Em lên đó. Hay hả?
thiệt á. Nó hưng phấn sao luôn á. Đúng thật, đây đây là một trong những loại đàn môi mà mình thích nhất. À, em có nghe đồn với cái số lượng mà đàn môi mà anh đang có hiện tại á là anh đã nhiều nhất Sài Gòn chưa? Thật ra bây giờ là mình sưu tầm trên 500 cây với trên 25 nước, nhiều loại khác nhau nữa. Thì hiện tại thì mình kỷ lục gia về người chơi nhiều loại đàn môi nhất Việt Nam. Thì ra nãy giờ tôi ngồi gần kỷ lục gia mà tôi cứ nghĩ là người sưu tập thôi. Bây giờ cái tầm nó còn nâng lên nữa. Hai, hai, hai nè, hai. Bà số có cầm đúng không? Biểu diễn đó bà số. Đây chính là cây đàn môi. Vũ ngón tay phải không? Mới đầu tôi tưởng là vũ ngón tay, nhưng mà thật ra khi mà chúng ta nhìn kỹ ở đây là nó có cái chỗ để tách ra. Anh để vô môi nè. Bây giờ em anh để vô môi đi, em gãy cho. Nghe ngon. Tiếng không? Nghe tiếng không? Nghe, nghe. Có người nghe, không ai nghe. Tại vì cái dụng cụ này nó rất là nhỏ, cho nên là việc để nghe được âm thanh của nó, chúng ta đòi hỏi có một cái nơi nó thật sự là yên tĩnh. Cách giống như là tốt. Giống như là phòng thu vậy đó. Và nãy khi chúng ta nghe lớn như vậy là cũng là một phần nhờ chúng ta có cái bộ phận gọi là thu âm á. Đúng vậy. Chúng ta tiếng nó sẽ to hơn. Cho anh thử đi. Anh có biết chơi không? Trời, thử ca sĩ biết mà. Anh ca sĩ là phải biết chơi đàn hả? Anh biết chơi đàn mà. Anh chơi đàn giỏi hơn tôi á. Sao nó giống như ống cái ống phi tiêu hay gì? Đây 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 cho Hoàng nè đó. Nhưng mà cho coi cho thử nãy giờ cây đi. Trời ơi. Thì cái ống này để làm gì? Cái ống đó là để bảo quản cái đàn. À, cho nó đẹp hả? Thôi. Cho con cây đi. Cái cây này bị lỗi hả? Bị lỗi. Ai da. Đau đúng không? Đau đúng không? Nó gõ, nó kẹp cái mỏ vô đây nè. Vì cái em cũng là dân mới biết, khi mà em thử thì nó cắt đứt môi em. Em về phải mất cả tuần nó mới hồi phục. Không có dính thêm miếng đâu, yên tâm. Cắt không? Thì chứ cắt. Cho miếng chùi miếng đi. Nhưng mà thật sự đây là một loại nhạc rất là thú vị. Nghe cái âm thanh nó rất là ma mị đúng không? Trời, cứ nghe tiếng răng cứ đưa đưa nè. Đó, tại vì anh ngậm vô rồi thì cái lưỡi gà nó đâu có được rung được nhiều đâu. Nhưng mà nãy giờ Hoàng có nghe và để ý là cái tiếng này là dùng để làm cái âm bass cho các dòng nhạc điện tử. Chứ về vòng hòa thanh á, dường như nó không có chia phân biệt ra nhiều nốt lắm đó anh Vương. Chắc là độ re mi fa sol la si do. Có rất là nhiều loại đàn môi mà nó tới 3 hoặc là 5 lá. 5 lá khác nhau. Vậy nó mới chia nốt đó, nhạc được chứ. Nhưng mà chúng ta sẽ điều tiết âm thanh bằng cái kỹ thuật đóng và mở cái khoang cái vòng miệng của mình. Đó là âm lượng thôi. Thứ nhất là cái lưỡi gà tùy vào cái nó lớn hay nhỏ nó sẽ phát ra cái âm thanh cao hay thấp. Nó tùy thuộc vào cách đóng mở cái khoang miệng của mình nữa anh. Đồng ý, nhưng mà nó chỉ giới hạn một mức độ nào đó thôi. Nó phải tầm. Đây là một loại nhạc cụ mà chúng ta phải trân quý. Anh hiểu không? Chứ không phải là nhạc cụ cổ truyền chứ phải tâm chỉ răng. Tập trung đó, bộ đồ tập trung cho hay vậy. Việt Nam mình á, là xuất khẩu cái loại đàn môi này là nhiều nhất thế giới. Wow. Nhìn cái mỏ bà Trinh kìa. Ai chứ tôi nghĩ Mico Lan Trinh mà chơi đàn này đã hay lắm. Tại môi bà dày á. Đúng rồi. Phát âm ra được cái nhiều thứ được quan tâm. Cái môi này mà lỡ mà đứt miệng là nhiều máu lắm nè. Thử đi. Mà có tét uống sao? Môi này mà hung là thích lắm. Thôi được rồi. Thôi được rồi. Bezo, mời Bezo về chỗ. Một cây nhiêu tiền? Giá thành của cái loại nhạc cụ này á thì rất là rẻ tại Việt Nam mình, hai mấy ba chục ngàn cây á. Trời ơi, rẻ vậy hả? Có những cây của nếu bây giờ của nước ngoài á thì nó sẽ rất là mắc. Có cây mấy triệu, mấy chục triệu. Đương nhiên hàng nhập mà. Đúng rồi đó, nhưng mà thì muốn biết thêm thì liên hệ bạn. Rồi cho ba xô và bắt tay. Hay, một trong những niềm tự hào của Việt Nam chúng ta. Thôi anh ơi, Thiên Vương được chưa? Thiên thích liền phải không? Thích liền phải không? Của anh em đàn xong mà không thấy cái răng ổng đâu luôn, hay thiệt chứ. Bây giờ chúng ta sẽ qua nhiệm vụ thứ hai của anh Thiên Vương. Chúc gửi những thám tử vui nhộn, em tên là Trần Minh Tâm ở An Giang. Trước đây em có gửi email nhà chương trình tìm hiểu về chị Nguyễn Thị Hồng, thần tượng của em. Thám tử Thiên Vương đã thực hiện yêu cầu của em, nhưng em cảm thấy không hài lòng lắm với phần thi đấu của thám tử Thiên Vương với chị Hồng. Nên em viết thư này yêu cầu thám tử Thiên Vương tìm hiểu và thi đấu với một thần tượng khác của em. Đó là anh Lê Văn Công, hết hồn. Vận động viên cửa đà đoạt huy chương vàng Paralympic 2016. Chúc anh Thiên Vương thể hiện tốt hơn trong lần này. Mời anh Thiên Vương đưa em đây. Thấy là anh chơi đàn có vẻ tốt rồi đó, cử tạ thì chứ biết làm sao thôi. Cử tạ chắc thua rồi. Ông cũng có tạ, ông cũng có cơ mà. Rồi ở lần trước thi đấu còn thua chị Hồng nữa mà. Xin thưa với quý vị khán giả, có tuổi thưa với khán tử, có tuổi nó bình thường. Trong lần mà tôi tìm hiểu và tôi thách đấu với anh Lê Văn Công, lần này tôi thắng.
Ghê. Ghê. Không cần xem nữa, không cần xem nữa, thắng là được rồi. Còn muốn thắng như thế nào, xem sẽ rõ. Wow. Anh Công là đẩy 181kg đoạt huy chương vàng tại Rio 2016 Paralympic. Khi đã xem được clip này rồi thì không thể nào mà chủ quan, mà phải tìm hiểu cái cặn kẽ. Thứ nhất, anh ăn gì, anh uống gì, đời sống anh ra sao, lo đường thôi. Wow. Chắc đi về. Tổng trọng lượng nhiêu ký vậy anh? 150 thôi. 150kg hả? Oh my god. 150 thôi. Đâu đâu. Chào anh Công. Em là Thiên Vương, thám tử của du lịch kỳ thú. Xin chào anh. Mình có thể mình ngồi nói chuyện một xíu được không anh ạ? À? Được, được anh. Dạ rồi. Trước khi mà mình nói chuyện thì anh em mình ngồi xem lại cái đoạn clip này đi ha. Đó. Cái thời điểm mà anh bắt đầu đăng tạ, mình có cảm thấy mình hồi hộp hay không? Không, lúc đó thì bình thường thôi, áp lực quen rồi. À. Đây là hàng tạ là 181kg đúng không? Đồng lượng tạ. Thì lúc này là đã mình đã xác lập kỷ lục thế giới chưa? Chưa, là lập kỷ lục Paralympic thôi, kỷ lục thế giới thì vẫn chưa. À. 181 này là vừa phá kỷ lục của đại hội. Dạ. Và vừa giành huy chương vàng. Dạ. Sau cái sóng 3 lượt thì đăng ký lần thứ tư là phá kỷ lục thế giới là 183. Có nghĩa là sau 3 lượt đấu này là anh lấy được huy chương vàng của đại hội Paralympic. Xong sau đó anh đăng ký thêm một mức là lần thứ tư. Kỷ lục. Cảm giác của anh lúc đó như thế nào anh? Anh còn có nhớ lại không? Lúc thi đấu xong biết là được huy chương vàng, cái cảm giác đấy nó khó tả lắm. Cảm thấy rất là vinh dự và cũng thấy rất là tự hào. Dạ, cái này vấn đề hơi riêng tư một xíu mà hơi tế nhị. Em thấy là đôi chân của anh là bị như thế này, nó có nguyên do nào không ạ? Hồi mẹ có bầu thì mẹ bị sốt xuất huyết, rồi ảnh hưởng bị liệt sai chân. Thế thì bây giờ đời sống của anh như thế nào? Giờ anh đã có vợ chưa? Giờ hiện tại thì có vợ hai con rồi. Wow, đã có hai con rồi. Nhà anh ở đâu nè? Nhà thì ở Long An. Nhà Long An, mà anh lên tới tận đây anh tập á? Ngày nào cũng lên đi tập ở đây. Thế thì cái quãng đường mà anh đi từ nhà tới đây để mà tập là mất bao xa? Từ nhà lên tới đấy là 27 cây. 27 cây, mà ngày nào anh cũng lên đây anh tập hết? Ngày nào cũng lên. Wow. Công việc thường ngày của anh là anh luyện tập, nhưng mà anh có cái công việc riêng nào nữa hay không? Ngoài giờ luyện tập, hiện tại thì đang làm tại cái xưởng sản xuất thiết bị âm thanh, cộng với thay hơi sửa thay dây điện tử. Dạ. Để giờ hai thầy cho chúng vốn để mở cái xưởng nhỏ về sản xuất. Ồ, có nghĩa là sản xuất về điện tử. Ở đâu ạ? Về hệ thống âm thanh tại Thủ Đức, Hiệp Bình Chánh. Vậy vì chi nếu mà tổng con đường anh đi từ đây lên đây là 25 cây đúng không? Rồi từ nhà mà lên chỗ làm việc là mất 30 mấy cây nữa. Mà con đường rất xa. Mỗi ngày còn đi xấp xỉ trăm cái số. Kinh khủng. Quen với tài quen. Thế thì bây giờ anh có phiền không khi mà cho em về nhà anh tham quan một chút? Sẵn sàng. À, mình sẽ đi bằng chiếc xe đó đúng không anh? Xe ba bánh. Nó chia xe của anh đúng không? Vâng. Rồi. Cảm giác đi ngồi trên chiếc xe này là khó tả. Wow. Anh là một huy chương gì nè. Chị Tám ơi,
Như anh Công anh mới vừa nói là những lúc mà anh tập huấn là 3-4 tháng và năm vừa rồi, mà trước khi đi thi Paralympic á là cả năm ở trên trung tâm huấn luyện. Có những lúc khó khăn nào khi mà anh đi xa nhiều ngày như vậy ạ? Lúc anh giải Paralympic thì nói chung là cũng có. Lúc bé này sinh được 2 tháng là bị nhập viện di đồng, cấp cứu 11 ngày thì một mình mẹ thôi à. Chỉ đến lúc bé xuất viện là bố mới xin được lên xuất viện về cho bé thôi. Thì nói chung khi đó thì thấy cũng tội con, cũng buồn. Nhưng mà thôi phải cố gắng thôi chứ biết sao gì à. Yeah. Chứ mình mà cứ lại chồng thì chắc anh này không tập được nổi đâu. Thế thì cho em hỏi lúc trước hai chị quen nhau như thế nào? Hồi đó là đi làm may. Yeah. Thế vô làm may thì lại làm chung với em của cái anh mà cùng câu lạc bộ với anh này. Yeah. Đi xuống chơi thì tình cờ là gặp thôi chứ cái duyên phận mà. Yeah. Thế thì lúc trước mà hai anh chị mà quen nhau á, nó có một cái cản trở hay một cái gì không? Nói chung là cũng có rồi. Cha mẹ nào cũng vậy. Gái mà bình thường mà yêu một người như vậy thì cũng hơi không thể chấp nhận được. Yeah. Nhưng mà đến lúc nói chung là do mình thôi. Mình có yêu thì mình đến với nhau được. Chị bị gia đình cản trở hả? À, cũng có. Sau đó thì một thời gian hai anh chị cảm thấy là cái tình cảm nó nảy nở và cái điều đó nó lan tỏa tới gia đình chị và gia đình chị chấp nhận. Dạ. Thì hôm nay em tới đây thứ nhất là được anh Công chở em để em cảm nhận được trên cái đường đi mà hàng ngày anh Công anh đi như thế nào. Thứ nhất là bụi bặm, thứ hai là kẹt xe. Đúng rồi. Và đi một khoảng thời gian rất dài mà như anh Công anh nói là có ngày anh đi phải 3 tiếng đồng hồ mới về tới đúng nhà. Rồi, có ngày 3 tiếng đồng hồ. Anh thấy là cái nỗ lực và cái quyết tâm của anh để mà coi như gặt hái những thành công như thế nào. Và tới đây nói một cái cơ ngơi cũng có thể nói là sung túc mà coi như anh chị đã coi như nỗ lực để mà có được. Em cảm thấy khâm phục cái điều đó. Chúc mừng anh chị. Wow, một bữa cơm rất là thịnh soạn. Nhưng mà nhiệm vụ của chương trình đưa ra đó là phải thách đấu anh Công, cho nên Thiên Vương không thể nào quên nhiệm vụ được. Mình sẽ vật tay với nhau, nhưng mà mình vật bằng ngón tay cơ. Cái này, ngón tay cái. Cái này chưa bao giờ. Cái gì cũng cũng lần đầu tiên. Rồi coi thử. Ây da. Một cái. Một cái. Phải đợi thử luôn. Nhất thanh nó vẫn muốn bóng đi. Nói chung là mình có cách để mà mình thắng chứ. Vậy cho dù thắng nó hơi đến bàn mới đúng nè. Không qua mình chính đại thôi. Nhưng mà cũng là thắng chứ. Rồi. Hãy mỉm cười với bao chuyện đời. Hãy thật lòng nói xin cảm ơn. Hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm. Hãy cho niềm yêu thương. Sẽ có những sóng gió phía trước. Hãy cố gắng bước qua dù không dễ dàng. Trong cuộc đời còn những giấc mơ đẹp tươi. Hãy nói tôi yêu mọi người. Hãy coi cái lúc này em cảm thấy rất là khâm phục anh Công. cả chị, cả gia đình của anh chị. Trời ơi, em đi làm mà kiểu như là đi từ ở quận 3 mà lên quận 4 mà làm cảm thấy là kẹt xe khủng khiếp rồi, mà thấy đường đó không xá đó không đúng. Anh từ chạy Long An đúng không anh? Đúng rồi, từ Long An chạy lên Long An lên Tân Bình, Tân Bình chạy Thủ Đức, Thủ Đức về Long An. Là cái đoạn đường nó đi rất là xa một ngày, mà thấy được cái sự nỗ lực và ý chí của anh cực kỳ là kinh khủng. Cảm giác của anh mà khi mà ngồi trên chiếc xe ba bánh của anh, ảnh dặn chừng tại vì sợ mình lần đầu tiên ngồi sẽ giật mình. Anh kêu yên tâm đi, ngồi nó không bị ngã đâu. Nhưng mà thực sự là khi ngồi là cái xe nó đưa qua đưa lại như nè. Tại vì khi mà nó cân bằng trục mà. Nó trục cho nên là nó nghiêng qua nghiêng lại như nè. Anh kêu không sao đâu. Và anh chở anh từ quãng đường ngay cho nhà thể thao Tân Bình tới nhà ảnh. Và cái khâm phục hơn nữa đó là vợ của ảnh là coi như được tập huấn 2016 mà ảnh tập á là mất một năm trời ảnh không có về nhà. Trời. Tất cả những cái gì chăm lo gia đình này nọ là chị phải lo hết, thậm chí bé mà mới sinh được 2 tháng bé bị sốt và bị nhập viện nhưng mà anh cũng về không được. Đó. Khó như vậy ta. Đúng rồi, tại vì trong quá trình tập luyện cho nên rất là khó khăn. Như chúng ta thấy là 183 kg là phá kỷ lục thế giới, nhưng mà trong tập luyện ảnh là ảnh ăn 192 kg.
thì ra thi đấu thì tinh thần nó khác. Thì anh mới hỏi là ủa tại sao lên nó lại khoảng cách xa vậy? Anh kêu là không phải đâu, tại vì khi mà tập luyện á là mình chỉ đẩy lên thôi. Mình chỉ đẩy lên thì nó 192 kg, nhưng mà khi mà thi đấu là 183 kg, là phải đẩy, là đẩy cùng hai tay lên chứ không có tay trước tay sau, là một. Cái thứ hai nữa là khi mà mình lên giữ mấy giây đúng không, mình xuống mình giữ 3 giây rồi mình đẩy lên lại, xong mình đẩy lên lại mình giữ 3 giây thì là mới hoàn thành. Cho nên là rất là khó, chỉ một sơ suất thôi là sẽ bị đánh rớt liền. Cho nên là rất là khó khăn, cho nên ảnh 183 kg là ảnh phá kỷ lục thế giới. Nghe là phải công nhận là tiết nghị lực quá tốt. Đúng rồi, ảnh rất là bự, cái tay của ảnh là thậm chí bằng cái đùi của Thiên Vương mà. Em chỉ thấy ảnh ngồi là thấy gấp đôi anh ơi. Đúng rồi, nhưng mà tại sao nhưng mà vẫn thua anh. Thì mà thắng cái gì hàng vàng. Mình nói cái chi tiết đó đi. Cái chi tiết đó là sau máy quay là xin anh làm ơn nhường em để em có thể nha. Thứ nhất á là mình phải nói vậy, anh không có quen trong cái việc mà thi đấu vật ngón tay. Nhưng mà anh chơi trước, sai luật rồi. Trước giờ anh chưa vật. Nhưng mà anh tập võ, anh biết chiêu rồi, anh chơi. Nhưng mà anh ta là dùng anh công là dùng nguyên một cái lực. Anh dùng á là lực của cơ ngực, đúng rồi. Ngón tay anh không có tập. Linh hoạt. Cho nên là thua. Thôi đi, chơi đúng luật rồi chưa sao. Em nghĩ phải có một cái bàn nào đó anh nâng tạ với ảnh mà sao không có nâng vậy? Anh đâu có ngu. Trời, anh đẩy 183 kg phát cái lục thế giới, anh mày sao wow, anh nổi. Phải đẩy được 3 kg chứ. Thằng này đang mong chờ ít ra anh phải nâng được 150 kg. Trời hả? Nói thiệt luôn là phân nửa chỗ đó thôi là cũng mừng rồi đó. Trời ơi, bây giờ hôm nay thì hai nhiệm vụ hơn, nhiệm vụ nào cũng hay hết. Bây giờ tới phần quan trọng đó là bình chọn thám tử của tuần. Đúng đầu rồi tiên đó. Sẽ là chuyến đi của Pazo. Đàn môi của Pazo. 1, 2, 3. Tại sao? Tại sao? Thứ nhất á, em chỉ có ngồi im một chỗ à, em không làm gì hết. Người ta đi tới tận nơi của em, tới cái phòng thu của em, người ta giới thiệu cho em luôn. Đúng. Anh ngồi anh nói cái câu đó chả khác gì anh không xem clip. Em chạy nguyên một dọc Trần Quang Khải, em đi hỏi từ đầu đường tới cuối anh, đường. À, em đi Trần Quang Khải là em sai rồi. Tại vì Nguyễn Thiện Thuật á, là trung tâm bán đàn rất là nhiều. Tại sao không đi Nguyễn Thiện Thuật mà đi Trần Quang Khải? Tại vì em không có một tí kiến thức nào về âm nhạc thì hết thôi, từ Trần Quang Khải về đây có 10 cây chứ nhiều. Không là nhờ may đúng không? May gọi điện kêu là về phim trường đi. Không khi anh đi đó rất là xa. Nhưng mà anh, em có một cái em trị giá ở đây là em đổ máu. Em ngồi em búng cái đó mà em đứt môi, em đổ máu với bộ. Tại sao anh búng nãy giờ không đứt môi? Máu có thiếu gì đâu. Máu mép thôi mà. Rồi, được rồi, im lặng. Bây giờ tới phần chuyến đi của anh Thiên Vương. 1, 2, 3. Wow. Anh á là anh dơ cho anh Công á nha. Thì ai đây cũng dơ cho anh Công, cho anh Công chứ anh thì anh có làm được cái gì đâu. Anh nhưng mà anh vàng á. Nhưng mà anh được nhận huy chương. Thám tử của tuần là thuộc về anh Thiên Vương. Cho tôi một vào tay. Anh Giang bất công. Rồi về chỗ đi. Anh Giang sao dơ đỏ gì rồi cứ làm đỏ đỏ cho anh Công. Đỏ anh ghê Công. Anh dơ cho anh Công chứ bộ. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ là nhiệm vụ bí mật tuần sau nữa. Chúng ta mới có thể biết được. Hy vọng mọi người là tiếp tục gửi thư về chương trình du lịch kỳ thú cũng như giờ phát sóng của chương trình, đó là 22:45 thứ năm hàng tuần trên HTV7. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.